Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Và ở tập trước thì mình đã đánh bại được một con rồng Hydra cũng như là một cái con Minoscrum này nè, để mình nhặt được những cái trophy. Và cái đầu rồng này chính là thứ mà mình cần nhất để mình có thể đi xuống cái khu vực có kết giới ở khu rừng bóng tối các bạn ơi. Rồi giờ thì chắc mình sẽ... Ui chết rồi, giờ mình không lấy cái đầu rồng ra được rồi. À đây đây, lấy ra được rồi nè. Nó bị mắc kẹt ở trong góc ấy. Ở đây thì có Hydra Chop hả? Chắc mình sẽ lấy thịt của con rồng Hydra ăn luôn đi. Chắc nó sẽ rất là tốt cho coi á. Rồi, và ngoài ra mình còn nhặt được một cái thứ rất là hay luôn, để cho các bạn xem nhá. Tên tên. Các bạn có thấy phần ngực của mình có cái gì không? Mình có nhặt được một cái sợi dây chuyền có thanh thánh giá ở phía trước luôn, ngay chỗ hang rồng á. Và giờ thì chắc mình sẽ mặc cái này vào luôn đi. Và nó còn cộng cho mình tốc độ cũng như là khả năng tăng tốc độ đánh nữa, cực kỳ tốt luôn. Giờ thì chắc mình sẽ lên đường và tiến lại gần cái chỗ khu rừng bóng tối và tới cái chỗ kết giới nhá. Nhưng mà mình cần phải có một cái bản đồ trước cái đã. Bản đồ, đây đây, bản đồ này là đúng rồi nè. Rồi đi thôi nào, khu rừng bóng tối thì mình sẽ đi về hướng bên này. Và ngoài ra trên đường đi á, mình còn để ý bản đồ còn chỉ mình tới một cái khu vực nào đó giống như là một cái gò đá vậy đó các bạn ơi. Mà không biết ở phía trên nó có cái gì nữa, để giờ mình cùng nhau đi khám phá chỗ đó luôn nhá. Và ở dưới này á, thì rồng xuất hiện ở khắp nơi các bạn ơi. Cho nên nếu mà mình có muốn farm thêm máu rồng hay là vải rồng thì cứ xuống đây mà farm thôi. Coi coi. Ồ, ở đây có một cái gò đất nè, đúng rồi. Ở đây có một cái gò đất. Không biết ở phía dưới này có cái gì không ta? Chứ phía trên này thấy không có gì rồi đó. Coi coi, ồ, ở đây có đường xuống nè. Cái này giống như một cái... Chưa, để mình đào xuống thử coi biết đâu dưới này lại có cái gì thì sao. Thảo nào mình thấy chỗ này nó cao cực luôn á. Đây, đi xuống dưới nè. Không biết có gì dưới không nữa ta, tại vì bản đồ nó chỉ mình đến đây nè, nó giống như có... Ủa đúng rồi, có cái hang. Dưới này có hang. Kìa, còn có spawner nữa kìa. Vậy là... mình nhớ rồi, đây là căn cứ của mấy cái anh thợ đào mỏ. Đúng rồi, căn cứ của mấy anh thợ đào mỏ. Ôi, xuống đây đặt mấy spawner lẹ coi. Ở đây có rương nè. Naga scale. Wow, mấy anh này hình như giết được Naga hay sao á, mà còn có cả vải của con gắn Naga nữa chứ. Ui, đọc cái spawner này ra luôn đi. Rồi, được thêm một cái Coban Shield nữa nè. Đi ra cái con nhện tím này, lấy thêm xương về cho mấy bé rồng của mình. Xương nữa nè, rồi, giờ thì tiếp tục coi coi. Ủa, chỗ này không có mấy cái anh thợ mỏ hả ta? Hình như mấy ảnh đi đào mỏ hay sao rồi, không gặp ở đây. Còn có mấy con quái vật chất nhờn nè. Ở đây còn có mấy cái con tím tím nữa. Quá trời quán sản này các bạn. Đúng rồi, đây thực sự là hang của mấy anh đào mỏ rồi. Chắc mình sẽ khám phá một xíu coi coi có đồ gì không, rồi mình lấy sau đó đến cái khu rừng bóng tối. Đây nè 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 nè. Đây, anh đào mỏ nè. Ủa sao anh không đánh? Anh đánh rồi, anh đánh rồi. Ủa, như mấy anh này phản ứng hơi chậm các bạn ơi. Rồi. Ui. Delay. Đi ra chỗ khác đi. Đi ra chỗ khác. Rồi, ổn rồi đó. Vô đây toàn rác không mà, không có đồ xịn gì trơn. Tưởng đâu dưới đây có kho báu gì chứ. Nhưng mà thật sự thì ở đây có rất là nhiều mấy cái khoáng sản luôn á. Đó, nó mọc ở phía trên thôi à. Còn đây là mấy cái anh tờ mỏ nên thôi, chắc mình sẽ không quánh nữa đâu. Vậy là ở dưới này sẽ có những cái khoáng sản cho mình có thể khai thác mang về á. Cũng khá tốt. Thôi giờ mình sẽ tạm gác qua cái chỗ đó đi, cũng như là vứt bớt mấy cái đá mà mình vừa đào ra nè. Vứt nha, công cái khiên một xíu thì mình sẽ mang theo khi đi khám phá luôn cũng được. Rồi vứt ra. Rồi đi tiếp thôi. Mình sẽ đi sâu vô bên trong khu rừng một tí. Ở trong khu rừng này có tới ba cái chỗ có cái kết giới luôn á. Không biết đặt cái cái đầu xuống nó có bị mất luôn không ta. Mình sợ đặt xuống một phát á là mất luôn cái đầu rồng thì phí lắm luôn á. Lỡ mà cái con boss này không cho mình đồ xịn là tôi xong luôn. Rồi thôi kệ, đi làm liều luôn chứ sao giờ. Đôi khi cũng phải làm liều một phát các bạn ơi. Ở đây có mấy bé hươu nữa nè. Bật vượt qua cái khu vực này. Đây là khu rừng bóng tối, khi mà mình tắt cái khả năng nhìn trong bóng đêm này.
các bạn có thấy đáng sợ không? Nó tối thui vậy đó. Thành ra mình phải có mắt rồng hoặc là thuốc nhìn trong bóng tối thì mới khám phá trong khu vực này được. Để không thôi thế nào mình cũng bị bắt cóc trong này luôn. Tới chưa ta? Hình như tới rồi đó. Để mình dùng hammer mình đào ra cho nó nhanh nha. Ủa đúng chưa? Đúng rồi mà. À đây 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 đây, trước mặt nè. Còn đường đi không? Mình nhớ không làm hôm trước mình... Ủa cái này là cái chỗ khác hôm trước hả ta? Cái này nó nhiều cái quá. Chưa, để mình đào xuống qua đây một xíu coi. Ủa cái chỗ hôm trước đâu rồi? Hình như cái này là cái kết giới khác rồi, không phải cái kết giới mà mình tìm ở những tập trước. Ở những tập trước là mình gặp cái chỗ để mình đi xuống lòng đất luôn à. Cái này là mình phải khám phá thêm nữa. Ui đây có bé thỏ nè. Ui trong đường bóng tối cũng có mấy bé thỏ dễ thương cực luôn á. Nhưng mà kết giới đâu rồi? Ui toan rồi, bị lạc cái kết giới mất tiêu rồi. Đã vậy còn bị cái hang rồng nó cản trở nữa chứ, thiệt tình luôn á. Để mình cầm cái bản đồ bên tay trái luôn đi. Rồi nè, giờ thì cứ nhìn và đi thôi. Mình cần phải đi thẳng về phía trước. Chẳng lẽ mình vô mình đơm con rồng này luôn chứ. Có cái hang kỳ cục ghê luôn à. Choáng chỗ người ta đi tìm cái kết giới. Rồi rồng ha, dám choáng chỗ người ta đi tìm kết giới nè. Làm thịt ngươi luôn. Sau này là không được phép đứng trước mặt mình trong lúc mình đi tìm mấy cái công trình nha. Coi như con rồng này xấu số đi. Mình sẽ đánh cho con rồng này không kịp trở tay luôn. Không kịp trở tay luôn nha. Ui chém nó vậy mà nó cũng chưa chịu gục kìa các bạn ơi. Con này dưới này. Gục rồi nè. Đó, thấy chưa? Giờ thì mình ha quánh rồng rất là đơn giản luôn, vì sức mạnh của bộ giáp cũng như thanh kiếm này là khắc tinh của con rồng này á. Rồi, giờ thì lấy nốt cái phần đồ trong người con rồng thôi nào. Coi có quả trứng rồng nào không? Như đây là con rồng con hay sao ấy, mình thấy nó rơi ra khá là ít đồ luôn. Để mình nhặt cái đầu rồng là mình biết hả? Cái gì? Rồng cấp 5 mà không rơi ra được cái trứng nữa hết trơn hả? Ôi giỡn gì ta, đáng ra phải rơi ra trứng cho mình chứ. Rồi giờ mình sẽ đứng tạm vô đây nha, sau đó dùng hammer và đào tiếp ra thôi. Tới chỗ kết giới chưa? Nè tới rồi nè. Ủa đúng chưa ta? Chưa, để mình đi xuống dưới một lần nữa coi. Ôi đây có đường xuống nữa nè. Ôi nhưng mà nó bị phong ấn rồi các bạn ơi. Kìa, đây mình phải đặt một cái trophy xuống đây nè mới được nè. Và trong lúc này thì mình sẽ đọc cái spawner này ra. Coi trong đây có quyển sách, bánh mì, than, thẻ tên, táo vàng enchant. Ồ cái này đi top nè. Và cắt bớt những thứ linh tinh vào bên trong nha. Để thiệt là trống luôn á. Rồi sau đó thì mình mới đặt cái trophy xuống được. Rồi đặt vô đây nè. Mất tiêu phong ấn rồi nè các bạn. Để coi mình có thể lấy lại được không. Hy vọng là được. Ủa cái cúp đâu rồi? À đây, cúp đây. Ui, mất cúp. Cho lấy cái cúp một cái. Đây, lấy cái đầu rồng lại. Vậy là xong rồi. Bây giờ thì nó đã mở khóa thành màu xanh rồi nè. Tuyệt vời. Để tên chắc lấy về một cái đi. Rồi, giờ thì mình đã có thể xuống dưới này và đánh những con quái được rồi đó. Hết bị cản trở bởi phong ấn rồi. Cái này giống như là một cái ngôi đền vậy đó các bạn ơi. Ở đây có mấy cái pho tượng nè. Wow, cái này trang trí lộng lẫy á. Rồi, đi khám phá thôi. Ui, ở đây hình như có một cái cánh cổng nether hay sao ấy. Cái hình dáng của nó khá là giống cổng nether luôn. Ở dưới vẫn còn được. Ui. Ở đây còn có lính gác nữa. Wow, mấy tên lính gác này bay lơ lửng luôn. Cái này là giống như có những ngôi mộ vậy đó. Đúng rồi. Ui, to ra khói nhiều vậy. Wow, để coi dưới này có cái gì không. Ủa đâu có gì đâu. Ôi vậy là mấy tên này chỉ spawn một lần rồi mất tiêu hả các bạn ơi. được. Rồi coi có đồ gì nào. hồi hộp quá. Cho đồ gì đây. Được một cái Knight Phantom Trophy. Và những cái áo giáp của Phantom nè. Còn có những cái Real Knight này. Wow, còn có cúp nữa chứ. Đồ xịn. Vừa hết về thôi.
Chỉ là đây là một cái trophy hiếm các bạn ơi, phải vượt qua được cái phong ấn cũng như là xuống tới căn phòng này thì mới có thể lấy về được á. Wow, hôm nay nhặt được đồ xịn rồi. Và mình sẽ cắt bớt cái cung thường tầm thường này lại. Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Mình muốn nhiều hơn cơ. Để mình ăn thử miếng thịt rồng này coi. Thịt rồng chắc là hồi cho mình nhiều cái thức ăn lắm đây. Ăn một phát còn được khả năng hồi phục nữa kìa. Ô, tuyệt vời tuyệt vời. Chỗ này có gì không? Để mình... À, giấu đồ nè. Ui ui, thấy chưa thấy chưa. Phải cẩn thận nha các bạn. Ở đây toàn là 7 không đó. Được một cây kiếm steel leaf. Mình sẽ vứt bớt cái gì đây ta. Thôi thôi mình sẽ để nguyên đi. Mình sẽ đặt ba lô xuống nha. Vứt cái đầu rồng ra. Rồi đặt ba lô xuống một cái nè. Rồi giờ thì mình đã có thể cho đồ vào bên trong này rồi. Đồ phantom nha, chứ không phải đồ steel leaf đâu. Nhìn nó cũng na ná nhau á. Cắt mấy cái cây vũ khí này vào. Cắt vô, cắt vô. Rồi lấy đồ tôi nào. Steel leaf sword. Armor shard hả? Mảnh vỡ áo giáp. Cái này dùng để chế tạo bộ giáp cần ai á. Và được một cái charm of keeping nữa. Ok, ổn rồi, ổn rồi. Giờ thì đi tiếp coi. Ở đây chỉ có vậy thôi hả ta? Tưởng đâu ở đây có nguyên một con boss siêu bự để mình có thể quánh chứ. Bình tĩnh nào. Hung hãn vậy. Chưa. Ở đây còn đường đi nè. Có cái băng đồ này chắc mình sẽ cắt bớt đi. Để mình cầm cái khiên nè. Đó, mình có được một cái Coban Shield nha, không đùa đâu. Lại có đường xuống nữa. Cái này nó rộng lắm luôn á. Ở đây có, tự nhiên có mấy cục này là sao ta? Ôi, nó dẫn xuống một căn phòng ở phía dưới. Thôi thôi, khám phá gì thì không ổn, mình phải khám phá từ từ. Khi khám phá gì một hồi mình lại bỏ sót á. Còn bị giật ngược xuống nữa chứ. Nãy đi hướng nào rồi ta? Nãy như mình bắt đầu từ hướng bên đây, nên giờ mình sẽ đi ngược về hướng bên này nè. Rồi coi nào, coi còn căn phòng nào chứa rương không. Mình phải kiểm tra thật là kỹ, lỡ không thôi nó giấu đồ thì mình lại... Nè. Cái này không có TNT được. Tưởng đâu có TNT ha, là mình ha đập liền. Sắt thì không cần đâu, cuốn sắt thì cũng không cần. Charm of Keeping thì mình sẽ lấy nhá. Rồi đi tiếp. Để mình cố gắng coi ở đây có cái... hầm nào chứa boss không cái đã. Ủa sao đây có cái cây đây? Ui, nhưng mà giờ mới để ý cái cây này nó cao cực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 block luôn, 8 block luôn, 9. Đây là cái cây gỗ bình dương cao nhất mà mình từng gặp luôn á. Cao 9 ô lận. Còn cái này tự nhiên nó đặt mấy cục đất là sao? Chắc tại địa hình nó xây trúng mấy cục đất hay sao. Ở sao cầu thang thì cũng không có luôn. Đi khám phá mấy cái công trình như vậy á thì tốt nhất mình cần phải kiểm tra sao cái cầu thang á, lỡ mà nó có dấu đồ thì mình còn phát hiện được, để không thôi bỏ sót. Và bên đây thì nó lại dẫn tới chỗ cũ à. Nó dẫn vòng qua đường này nè. Rồi đó, tình hình này là mình bị lạc vô một cái mê cung nữa rồi. Mà lần đi ra chỗ các creeper ơi. Lần này là mình lạc ở dưới lòng đất luôn. Cái này thì nó tối ồm mà mình không có thấy được. Ê, như có boss các bạn ơi, nè. Nó có một dấu chấm đỏ nè. Vậy là mình cần phải xác định trên bản đồ được. Đi thẳng, rồi cuối đường rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái. Rồi. Mình nói gì thôi chứ ngồi đi thế nào mình cũng bị lạc nữa chứ. Chưa. Rương, không bỏ được. Steel leaf hả? Cái này mình có thể chế tạo được hay sao ấy? Tại vì nếu mình có được những cái steel leaf thì mình có thể craft được các bạn ơi. Mà tạm thời thì chắc mình sẽ lấy than nè. Lấy luôn cây kiếm đi. Cũng như là charm of keeping. Đây. Đây còn căn phòng nữa ta. Lại là rương nữa. Ui, mình sợ một hồi mình mê lụm rương một hồi mình lại bỏ sót á. Thôi kệ, lấy cái rương này nữa nha. Rồi một hồi gặp đồ xịn mới lấy thôi. Cái này lại dẫn đi lên trên. Thôi nhiệm vụ của mình là đi xuống dưới mà. Không đi lên trên nữa đâu. Rồi tập trung vào việc tìm cái con boss hồi nãy nè. Ui, cái này nó dẫn ra hai đường nữa rồi. Mình cực kỳ không thích mấy cái vụ khám phá mê cung này đâu. Mình không có giỏi trong việc định hướng ấy. Đây, đi thẳng về phía trước. Dưới này còn đường không? Chưa, để mình đào ra thử. Cái này cũng được rồi. Phía trên sao ta? Sao trên bản đồ nó có để một cái dấu chấm đỏ ấy kìa. Có quái hay sao ấy đúng không?
Rõ ràng trên bản đồ nó để đi tới một xíu. À, thì ra cái con này. Trời ơi, mình cứ tưởng có boss ở dưới này không chứ. Để mình coi coi chung. Ui, ở đây có cái hồ lava sao này các bạn. Đúng rồi, cái này là cái hồ lava chứ gì nữa. Để coi nào. À, vậy là phải đi ngược lại đúng không? Sẵn tiện đây thì mình sẽ đi khám phá luôn. Đây còn cái rương nữa nè, sắc bén và charm upkeeping. Cái charm upkeeping á thì mình sẽ nâng cấp từ từ lên đâu rồi ta? Charm upkeeping đây, sẽ nâng 4 cái để tạo thành charm upkeeping 2, và 4 cái charm upkeeping 2 sẽ nâng lên upkeeping 3. Và hết rồi. Cái đó là mắc rồi đó, mà không biết công dụng nó để làm gì nữa. Mà công thức của nó thì hơi 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 bị mắc luôn. Ui, gặp quái vật rồi nè. Ui, cái tên này cầm gậy, cái này giống như là mấy người lùn vậy đó các bạn ơi, chân cục ỉển à. Cây 7 màu. Wow, cây 7 màu luôn. Được một cái mầm nè. Chiều chiều mình phải mang cái mầm cây quý giá này về mới được. Cây 7 màu đó các bạn, không phải dạng vừa đâu. Oh, xịn xịn xịn. Rồi cắt 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 vô liền. Cắt tạm vô đây đi. Đó, cắt vô nè. Quá tốt luôn. Rồi mấy cây kiếm nữa. Rồi lấy lại ba lô. Lấy lại cái đầu rồng. Và nhặt mấy cái gỗ này. Ồ, chỉ có vậy thôi hả? Cái gỗ này có làm được gì không? Gỗ này dùng để đổi ra ván bình thường thôi. Vô tình phát hiện được cái cây cây siêu lạ luôn á. Cái đó về trồng đảm bảo cực kỳ nổi luôn. Rồi giờ thì đi ngược lại đây, tại vì đường hồi nãy nó cùng mất tiêu rồi. Hướng này thì mình thấy chưa có quái. Và đi thẳng thì mình sẽ gặp được cái hồ lava đúng không? Rồi giờ tìm đường đến cái hồ lava đó luôn nè. Đi tới để mình vừa đi vừa quan sát trên góc phải cái đã. Rồi kế tiếp là mình sẽ phải đào xuyên bức tường này. Ui, gặp nước rồi, gặp nước rồi. Kệ không sao, mình đào xuyên qua luôn cũng được. Dạ, cố lên, cố lên. Mình có hammer mà, tốc độ đào khỏi phải nói. Rồi, gần tới rồi nè. Vậy là đi thêm một đoạn nữa. Đi cách này cho nó mau các bạn ơi, khỏi phải kiểu như là đi tìm chỉ cho mệt hết á. Rồi, tới chỗ lava chưa? Một bức tường nữa thôi. Ủa, chỉ có cái hồ lava. Ủa không, trên đây có quán sản nè. Thì ra đây là một thử thách cho những kẻ kiểu như có lòng tham muốn đào kim cương á. Nhưng mà giờ mình biết bay mà, thử thách vậy thì nó lại quá easy rồi. Coi có boss không? Ôi, đây còn có bàn nữa nè. Có cái đe. Ui, cái này ngày càng kỳ lạ nhá. Ôi, cái này kiểu như có người từng sinh sống rồi đó các bạn. Wow, công trình bí ẩn. Cái này lại dẫn theo một đường xuống phía dưới nữa. Ăn miếng thịt rồng cho nó no nè coi nào. Ui, công trình bí ẩn thiệt. Hướng này coi. Nhưng mà sao mình thắc mắc cái này nó rộng vậy á, nhưng mà nó thiết kế ít rương quá à. Đáng lý ra thì nó phải đặt thật 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 là nhiều rương cho mình mới đúng á. Ủa, có còn cái nào đặc biệt nữa không? Hướng bên này vẫn còn nữa nè. Chưa chưa chưa, để mình khám phá hết cái khu vực dưới lòng đất này cái đã. Lỡ mình bỏ sót một con boss siêu mạnh như này thì sao? Mình đang rất là cần một con boss để chiến đấu luôn á chứ bây giờ. À, bên đây còn có khu vực spawn nè. Chứ bây giờ mình quá trông mạnh rồi, quýnh với mấy con quái vật canh gác như vậy thì không vui đâu. Là mấy con boss đó quýnh nó mới căng thẳng được. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Đi ra đi. Rồi, đập ra. Và coi nào, được một cái steel leaf chest plate. Một cây cung. Bên đây là một cây kiếm sắt, một cái quần. Ok, mình có thể lấy được cái quần nè. Iron saw hả? Lượm luôn. Cái block này mình không chế tạo được nên mình sẽ không lấy. Cái áo nè. Charm upline. Cái này có nhiều, rất là nhiều mấy cái bùa luôn á, nên thôi mình sẽ lấy tạm về cũng được. Coi còn đường đi nữa không? Vị trí của mình hiện tại là ở đây, là mình có thể rẽ phải và đào thẳng về phía trước được nè. Giờ ăn gian nhìn bản đồ để định hướng thôi, chứ đi khám phá một hồi mình lạc cả ngày trong này luôn cũng được á, tại vì mình đâu có giỏi trong việc khám phá mấy cái mê cung đâu. Và có vẻ như mình đào hơi thấp thì phải á, chưa, để mình đào từ từ lên cao nha các bạn, chứ giờ nó hơi thấp quá rồi.
Nè nè nè, tới phần sàn rồi. Rồi lên. Đi về hướng này coi coi. Ồ, hướng này nó lại mở khóa ra tiếp. Ủa, cái này tính ra mình khám phá cả ngày cũng được luôn. Nó rộng cực kỳ. Và như hết rồi. Hết rồi các bạn ơi. Vậy là xong rồi. Wow, vậy là mình đã khám phá xong cái khu vực này rồi. Và theo cái đánh giá sơ bộ của mình á, thì chỗ này nó chỉ có một cái căn phòng lúc đầu mình vào có mấy cái tên xuất hiện từ cái ngôi mộ á, là có mấy cái trophy thôi, còn mấy căn phòng khác thì chứa đồ bình thường à. Giờ thì chắc mình sẽ trở lên trên mặt đất cũng như là tìm cái công trình tiếp theo để khám phá nha. Sau khi đã khám phá ở phía dưới của cái khu rừng bóng tối này thì bây giờ mình sẽ bắt đầu khám phá ở phía trên, mà cụ thể hơn đó chính là tòa tháp của cái con Urgas nhá. Rồi mình sẽ đi thẳng về hướng này một xíu nè. Và ở trong khu rừng này có rất là nhiều mấy cái tổ rồng như vậy nè, đó nó lộ thiên như vậy đó, thoải mái mà vô đánh rồng luôn. Nhưng mà giờ kệ đi, tập trung vào đánh bại mấy con boss trong này trước để thu thập những cái trophy. Và dấu hiệu nhận biết cái tòa tháp con Urgas đó chính là cái vùng đất phía dưới, cái tán lá sẽ bị đốt cháy các bạn ơi. Bây giờ thì chắc mình sẽ khám phá từ từ đi. Mình sẽ đi từ nơi thấp nhất nè. Đó. Gỗ ở đây thì khỏi phải nói nha, nó cứng y như bê tông rồi đó nè, dùng rìu đập còn ha, rất là lâu cho coi. Và cái này giống là cửa tự động rồi đó, mình chỉ cần chạm vô đó, nó mở ra rồi nè, mình đi vô thì tự động nó sẽ đóng lại cho coi. Ấm ba la đó, đóng lại liền. Cái này không biết mình có thể đập về không ta, cái này chôn về được. Ủa, cái này chôn về được các bạn ơi. Cái này chắc đánh boss xong chắc mình phải chôn ít cái này về làm cửa tự động quá à, tại vì mình thích, khá là thích cái sự hiện đại của cái cửa này. Rồi trả lại cho người ta đi. Ủa, cái này đừng ra. Cái này mới đường vô nè. Nhưng mà có một vài cánh cửa nó không có dễ như vậy đâu, bắt buộc mình phải có chìa khóa mới được. Ui, định làm gì vậy? Định làm gì vậy? Rồi xong rồi xong rồi xong rồi, hết hồn à. Ở đây là nữa không có rương hả? Tưởng đâu có rương chứ. Ui, ở đây còn có cái hệ thống gì nữa, nhìn rất là phức tạp luôn. Wow, hệ thống gì nhìn phức tạp vậy? Có thể cho vô khám phá được không? Còn mấy cái khối gì nè. À, cái này nó giống như cái hệ thống điện để duy trì cho sự tự động của khu vực này vậy đó. Thì ra là vậy. Rồi đi sâu vô bên trong coi. Rồi đó, nó bắt đầu chẻ ra nhiều hướng rồi nè. Ui, hướng này ra ngoài. Ủa, hướng nào mới lên trên mấy anh hai? Chẳng lẽ đúng... À, chắc đường này rồi, chắc là đường này rồi. Vậy là nhiệm vụ của mình là phải vượt qua cái khu vực mê cung này. Cảm ơn cho tôi cái đường đi lên một cái. Rồi nếu không được thì thôi, mình dùng ghìa mình đập ra cũng được mà. Ây da, nó lại chặn mình, không cho mình đi. Dám chặn mình. Ui, khối này đã không cho đạp. Căng thẳng rồi, căng thẳng rồi. À, ư. Đừng lên trước mặt mà, cho tao qua. Thấy đường lên rồi, nè nè nè, đường lên nè. Ô, cái này nó phóng điện tùm lum luôn nè. Wow, thông thường những ai muốn làm đường điện á, thì phải có redstone đúng không? Còn cái này redstone nó thay bằng những cái đường giống như là tia laser vậy đó. Nè nè, nó kích hoạt rồi nè các bạn. Ui, nó tạo ra một cái cầu luôn. Ô, để mình thử không dùng cánh coi coi có lên trên được không nhá. Tên là parkour đúng không? Rồi, ok, ổn rồi đó. Bật cái này thì lại tiếp được một cái cầu. Bật cua quá. Rồi, bật cái này tiếp. Lại được một cái cầu nữa. Cái đường điện này mình không hiểu cho lắm ấy. Nếu lên trên thì sao ta? Bật cái này. Vậy là nó sẽ làm những cái cầu tự động như vậy từ từ cho mình đi lên trên đó các bạn ơi, phục vụ cho những ai không có khả năng bay lượn giống như mình. Còn cái cầu này thì sao? Tắt. Cái này nó thì kiểu như nó hiện đại quá, mình cũng không có bắt kịp các bạn ơi. Tới đây thì nó lại hết 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 tạo cầu rồi. Ui, nè 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 nè, cầu nè, cầu nè. Nó lại tạo một cái cầu khác vào hướng bên này. Bật công tắc lên, đóng công tắc xuống.
Thôi cái này chắc mình mất cả ngày mới mới vượt qua quá. Thôi thôi giờ thì bay giết lên trên để tìm tới hang của con boss thôi nào. Lên trên này thì mình lại gặp được một cái căn phòng và có cái rương. Trong rương sẽ cho mình những lát dưa hấu lấp lánh, những ổ bánh mì và xương rồng. Những thứ đó thì chắc mình chưa cần đâu. Cái này giống như là nơi trồng cây vậy đó. Và ôi giờ mình đã bắt đầu lên cao cao của cái tòa tháp rồi nè. Hình như đây là một cái rương vừa bị vỡ ra hay sao ấy. Cây ở đây nó chịu không nổi sức nóng nên nó đã úa vàng hết trơn rồi. Còn cả những con play để bảo vệ cho khu vực này. Ui con nhện còn còn nhiễm vàng vàng nữa kìa. Nhìn dễ thương vậy. Đây nữa nè. Ui coi coi con quánh không. Ui hung nha hung nha. Nhìn dễ thương nhưng mà hung hăng là mình xử đẹp cho coi á. Rồi còn mấy con play thì phải tiêu diệt thôi. Để tránh trường hợp làm phiền mình. Chịu thua đi. Rồi đi tiếp về hướng bên này. Ây da lại gặp mấy con nhện. Mấy con nhện này nhìn vậy thôi chứ nó hung lắm. Rồi tiếp tục là những cái lồng spawn. Mình sẽ đập hết. Và sao ở đây không có rương ta. Ui gách mini. Nước mắt gas. Ô mình có nơi để farm gas rồi. Nước mắt gas rồi nè. Ui ở đây còn có mấy tên bảo vệ nữa. Này bật lên thì được cái gì nào. Bật đèn lên à. À kiểu như đó là cái đèn vậy đó. Rồi còn cái này là spawner của mấy tên bảo vệ. Đây thì lại túa ra 4 đường. Mình sẽ đi từ từ từng đường cái coi. À cái tầm này chắc có rương rồi đúng không. Tại vì mình thấy nhiều cầu hang quá trời nè. Thì coi coi có rương gì nào. Sợ không có là chết luôn á. À có rương. Được. Rồi kiểm tra. Trong rương sẽ cho mình steel leaf. Cái này thì cần. Mấy thứ này thì mình có rồi nên mình sẽ không lấy nữa. Và đây là đường ra ngoài để ngắm cảnh. Nhiệm vụ của mình á làm sao là trèo tít trên cao đó đó. Để mình có thể gặp được cái con boss của cái tòa tháp này các bạn ơi. Đó chính là con Urgas. Còn giờ thì mình sẽ đi xuống dưới và đi về những hướng còn lại nhá. Hướng này khám phá xong rồi. Hướng bên này coi. Ui Bột cạp. Còn có Enderman nữa. Enderman. Hình như mình có mang theo cái vương miện đúng không ta. Chưa để mình lấy cái vương miện ra thử coi. Hôm trước mình test nhưng mà fail mất tiêu rồi. Đây lần này mình sẽ cởi con mắt ra. Đeo vương miện vô nè. Rồi coi Enderman có nghe lời mình không nha. Quýnh một cái. Enderman đâu rồi. Ui hình như Enderman xuống dưới khô máu với con này rồi. Enderman xuất hiện. Ủa đâu rồi. Ủa mất tiêu rồi. Mình đội vương miện trên đầu rồi mà. Ây dào. Ôi dùi. Ồ, trên đây là spawner, Enderman đó rồi. Đây, Enderman nè. Ủa, giờ mình mới là nữ hoàng nè. Quýnh không có phản kháng là mình luôn. Giờ được rồi đó. Cái này khá là tốt á. Nếu mà mình có xuống đi end thì không có sợ bị kiểu như là mấy con quái trong này quánh. Và đây có cái ai. Ui, còn đi theo mình nữa nè. Hình như đi mở đường cho mình hay sao ấy. Một cái tower key. À dùng để mở khóa mấy cánh cửa bị đóng đúng không. Được á nha. Rồi giờ lên trên cao rồi. Nè giờ mình sẽ quýnh nè. Không dám hó hé luôn. Nữ hoàng Ender mà đâu dám chống được. Quýnh vô mặt người nè. Không dám quýnh mình luôn. Ui và cái này nó còn cho mình khả năng nhìn trong bóng đêm nữa. Ý tốt nha. Rồi bay qua đây và khám phá ngược xuống dưới thôi. Cho nó nhanh. Ở đây lại có rương nữa. Kiểm tra đồ thôi. Một cái tower key tiếp. I win soi thì mình có rồi. Charm occupant lấy về. Bảo vệ sát thương kia rơi thì không cần. Creeper hả. Real mình thấy vậy chứ mạnh lắm nha. Không giỡn được đâu. Ui còn có những cái tấm áp lực để mở cửa nữa. Xịn á. Rồi đường này thì ra ngoài. Chắc đường này là đi. Ui đây làm gì lửa tùm lum vậy. Cái như chỗ này nó bị nổ hay gì các bạn ơi. Lửa tùm lum hết trơn à. Thôi không ở chơi mấy chỗ lửa gì đâu. Nguy hiểm lắm. Cháy như chơi á. Rồi cái này thì lại rương tiếp. Nhưng mà nó bị đóng lên nè. Thử rút ra coi. Nó mình phải rút cái gỗ ra thì mình mới có thể lấy được. Và trong này nó cho hai viên kim cương. Một ít iron ingot. Cái này có thể chế tạo không.
Không có công thức chế tạo luôn, vậy là mình chỉ có thể lượm thôi à, hoặc là khai thác từ một nơi nào đó. Con nhện đi ra. Nè, mở ra nè. Đóng lại. Đóng 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 đóng. Được chưa? Rồi, được rồi nè. Tiếp tục là kim cương và len đỏ nữa. Len thì không cần đâu. Đi ra. Đi ra. Rồi, tới nơi cao nhất chưa? Chưa nữa hả? Ui cao vậy. Ngày càng thấy nó càng cao á, lại kim cương nữa nè. Wow, mấy ai mà nghèo nghèo vô tòa tháp này chắc cũng bội thu cho coi. Tiếp tục là một cái tower key nữa. Vậy là mình có được ba cái tower key rồi. Coi coi. Chắc giờ mình sẽ ghé qua cái tòa tháp trung tâm đi nha. Ui, bình tĩnh nào mấy chị gác. Hung vậy. Chưa gì hết mà. Rồi, mình xuống đây. Đó, lý do mà mình thu thập mấy cái tower key đó chính là những cái chỗ bị khóa như vậy nè, mình không thể nào vô được. Trừ khi mình có những cái tower key. Ở đây mình chỉ mới nhặt được ba cái thôi, nên cần phải tiếp tục đi nhặt thì mới có thể mở khóa được cánh cửa hồi nãy á. Rồi, lên trên. Trên này thì có vẻ không có đồ rồi. Còn trên này thì sao? Ui, trên này thì mất rương, tại vì nó bị kiểu như là bị nổ rồi á. Qua đây coi. Mở ra. Rồi, đi tiếp nè. Wow, trên này còn có đường nữa. Chỗ này nhìn quen quen, mình nhìn cứ thấy quen quen sao ấy. Chỗ này đi rồi. Ôi, chỗ này đi rồi. Con thiệt, con thiệt. Chủ yếu mình khám phá từng tầng như vậy á, là để mình tìm hết những món đồ tốt trong này. Ui, chết rồi, chết rồi. Ui, em đi lộn chỗ chị ơi, em đi lộn chỗ. Ui, đánh với con Urgas này á thì mình phải dùng cung đó mọi người. Tiêu diệt nè. Ao ao. À, hay là mình dùng quả cầu của Urgas thì mình phản lại ta. Được 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 được. Đánh lại. Cố lên cố lên. Phải cố lên mới được. Phản quả cầu. Ui ui giật 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 lát giật lát. Phản quả cầu. Ô, thấp quá mình phản lại không được. Giờ thì lại cao quá. Đừng có chấp chấp nữa coi. Ui, mình đụng vô một phát gát khóc trời mưa luôn rồi. Ui, kỳ vậy, quýnh người ta xong người ta quýnh lại khóc. Thôi đừng khóc nữa nào, quýnh nhau một phát. Ui, trời chớp ghê thế. Đừng có... Chắc mình phải tắt khả năng nhìn trong bóng tối quá à, chứ nó chớp chớp gì đau mắt quá. Chưa, để mình đáp vô đây một cái. Cởi ra, đeo mắt này vô. Đó, nó bớt chớp hơn rồi nè. Chứ để chớp chớp thì hại mắt lắm. À, rồi, đánh đi nào. Đánh đi, đánh đi. Nếu không đánh ta thì ta sẽ đánh người nha. Ta nói thiệt đấy. Ủa? Ủa sao mình quánh nó lại hồi máu ta? Ồ, kỳ lạ thiệt. Để mình thử mình cận chiến coi coi có được không nha các bạn. Ủa cận chiến được. Ui dạ. Ừ. Quá, vẫn cận chiến được con này. Mà sát thương đánh chúng thì không nhiều cho lắm, mặc dù kiếm mình đã rất là mạnh rồi. Ui, nó bự chưa kìa. Mình chỉ bằng em một góc của cái chân của con gáp này thôi ấy. Dạ yêu. Sức mạnh của bộ giáp mình cũng khá ổn nên không sợ bị nó sóc la mà chết. Rồi gần xong rồi, cố lên. Chứ cung vô tác dụng thì hoặc là ít sát thương quá nên mình mới dùng kiếm thôi. Chứ mấy con nào mà dùng cung được 100% á thì mình sẽ dùng cho các bạn xem nhá. Rồi còn giờ thì cần chiến con này. Nhanh nhanh còn nhặt cái Urgas Trophy nữa. Rồi. Ui hình như sét đánh thì sẽ mất máu nhiều hơn hay sao á. Và nó đang hồi máu lại. Không cho ngược, không cho ngược hồi máu luôn. Tear Fight, nước mắt lửa. Và coi nào, đường lên trên coi. Ui đây là cái cục gì nè. Ồ, đây là một cái cục gì đó để mình đứng lên thử coi. Không có gì. Ở đây là có gác mini. Rồi và giờ thì mình sẽ tìm những cái rương có trong cái khu vực này nhá. Gác mini cho mình nước mắt coi. Có nhạc, có nhạc. Ui lên nhạc rồi. Nãy mình à đây 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 cái rương nè. Rồi bước bớt mấy thứ linh ta linh tinh chuẩn bị lấy đồ thôi. Bội thu bội thu. Rồi coi nào, trong rương sẽ cho mình wow một cái Urgas Trophy là những cái Kaminai. Cái này có công thức không?
À, để chế tạo mấy cái block ở dưới này á. Và những cái fairy tear. Nước mắt thần tiên mà sao màu đỏ ta. Chế tạo một cây fairy sword. Gây cháy luôn. Bộ giáp fairy. Cúp fairy. Auto smell. Xịn thiệt. Ui đồ tốt nha. Rồi coi coi còn cái rương nào không. Có vẻ xong rồi đó các bạn ơi. Wow, được của nó nha. Vậy là mình đã đánh xong cái con Urgas luôn rồi. Nãy giờ đánh cũng khá là nhiều rồi đó. Giờ đi xuống dưới coi nào. Coi dưới này. À, đây còn có con rồng nè. Chắc tầm này thì chắc phải về nhà các bạn ơi, chứ mưa này đi cũng đâu có đi khám phá được đâu, mưa dữ lắm luôn á. Thôi giờ thì mình sẽ trở lại cái portal cũng như là về nhà nghỉ ngơi một giấc để có gì đi khám phá tiếp nha các bạn. Chỉ sau vài ngày khám phá ở dưới thế giới Twilight Forest thì kho đồ của mình bây giờ đã lấp đầy những món đồ cực kỳ quý hiếm ở phía dưới rồi nè. Giờ thì chắc mình sẽ cất nó vô một cái rương nào đó đi, như rương này đi, nó rương này còn trống nè, cất vô. Sau này thì nó còn lấp đầy nhiều hơn nữa. Và ngoài ra thì mình cũng kiếm thêm được một ít xương nữa rồi, gồm gồm với mấy số xương ở nhà nữa thì chắc cũng đủ để làm một vài phần ăn cho bé rồng của mình rồi đó. Coi nào, còn xương không? Xương đây đó. Rồi lấy thịt ra thôi, không biết còn thịt không ta, đừng nói hết thịt nha. Quay hết thịt hả? Thôi xong rồi, vô nhà coi. Mình nhớ còn thịt mà ta, mình đâu có ăn nhiều lắm đâu. Còn thịt sống nè, còn 4 phần ăn nè. 41 thịt sống nè. Hết rồi. Vậy là hết rồi. Thôi kệ, nhiều đỡ nhiều các bạn ơi. Rồi cho vô bàn chế tạo và chế tạo Raiden Mew thôi nào. Công thức của Raiden Mew coi. Úi. Công thức của Raiden Mew rồi, một phần ăn nè. Kế tiếp, kế tiếp. 10 phần ăn nữa là 15 phần ăn luôn. Cái này chắc cũng vừa đủ cho cái bé rồng Emerald của mình ăn cho mau lớn nha em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 5 phần cuối cùng. Rồi giờ đã bự kha khá rồi á. Coi nào, coi nào. Giờ đã được 16 ngày tuổi với 81 máu. Cũng ok lắm chứ bộ. Và giờ thì chắc mình sẽ làm một ít cái bộ giáp cho bé ấy đi. Coi số kim cương nhà mình còn không cái đã. Ôi hết rồi. Không sao, không sao. Nói gì chứ, kim cương chế tạo áo giáp cho mấy bé thì không bao giờ mình thiếu đâu. Ui chết rồi. Cánh cổng kim cương của mình nó tối mịt rồi. Rồi. Cổng kim cương bị đóng rồi. Hình như quá tải các bạn ơi. Không cho mình đào nhiều quá. Sợ mình đào hết thì sao, không cho mình vô nữa rồi. Chưa chưa, để mình gom gom số kim cương mà mình còn cất trong nhà nè. Mình có thói quen là ưa cất kim cương trong nhà lắm nên. Nè 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 nè. Mình biết lắm mà. Coi coi còn không, còn không. Mình ưa giấu kim cương trong nhà linh tinh lắm. Rồi giờ với cái kim cương này thì mình sẽ chế tạo những cái bộ phận của bộ giáp nhá. Đầu tiên đó chính là phần đầu nè, phần mình cực kỳ thích. Đó, kế tiếp là cái phần đuôi. Mình thích chế tạo đầu với đuôi à. Rồi với cái này mình sẽ đổi qua cái đuôi coi. Đó. Cuối cùng là phần thân nè. Phần thân rồng. Và thêm cái phần cánh nữa. Cánh đủ không ta? Ui chết rồi. Cánh 5 khối lận. 5 khối thì làm thêm khối nữa chứ có gì đâu. Đây, cánh đúng không? Để mình tự chế tạo được phần cánh luôn nè. Công thức là như vậy. Rồi xong rồi đó. Full set đồ kim cương luôn nha. Bé rồng Emerald là hơi bị thương luôn á. Tại vì mấy bé kia phải lớn cực kỳ thì mình mới cho mặc đồ kim cương. Mà bé này mới bị lớn đây thôi đã sở hữu nguyên set đồ kim cương ha. Rất là mạnh rồi. Giờ thì mình sẽ cố gắng trông cho bé này mau lớn thiệt là nhanh để mình có thể cưỡi và đi khám phá tiếp nha. Rồi và chăm lo bé rồng là hoang dã là thế, còn nhưng mình cũng phải chăm lo cho mấy bé rồng nguyên tố còn lại chứ, như bé rồng Moonlight nè, Mimi, rồng rồng rừng, rồi rồng nước nè, rồng lửa, rồng Enchant. Phải cho ăn thường xuyên các mọi người, để không thôi mấy bé này đói tội nghiệp lắm. Rồi rồng băng nè, rồng Terra, và bây giờ còn có thêm một người bạn mới. Úi chết rồi. Ủa, hình như mình cất vô cái ba lô đúng không ta? À đây 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 đây.
Ôi quên mất, quên giới thiệu với các bạn. Người bạn mới đó chính là không, người bạn tuy mới mà cũ các bạn ơi, đó chính là Rồng Enchan. Và đây là Rồng Enchan đực nhá. Cuối cùng cũng đã lớn rồi các bạn ơi. Nhưng mà chưa có đủ kim cương để chế tạo giáp, nên giờ tạm thời ở trần ít hôm nhá. Ít bữa nữa anh có kim cương rồi anh chế tạo cho. Vậy là Rồng Enchan đã có cặp rồi nè. Một bé Rồng Enchan đực cũng như là một bé Rồng Enchan cái ở đây. Đó, đây là Rồng Enchan cái nè. Giờ thì hết sợ cô đơn nha. Sắp tới mình sẽ cố gắng thu thập thêm những quả trứng rồng mà các hệ trùng với nhau để có thể ấp và tìm thêm người bạn cho mấy bé rồng của mình nhá. Để FA lâu năm thì cũng khổ. Rồi, giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái trước khi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Hiện tại thì mình đã ở dưới Nether cũng như là farm được một ít cái khối nhung nham rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành up một cái quả trứng rồng nguyên tố tiếp theo, đó chính là rồng Nether nhá. Tại vì muốn up được rồng Nether thì phải xuống địa ngục các bạn ơi. Rồi, và mình sẽ chọn một quả trứng rồng nước để mình có thể tiến hành chuyển hệ nhá. Vẫn như bình thường mình sẽ chạm vào để cho quả trứng bắt đầu quá trình hấp thụ cái sức mạnh của Nether. Và mình sẽ cố gắng chờ đợi cho quả trứng rồng này chuyển hệ và nở ra một bé rồng Nether thật là mạnh mẽ nhá. Như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã đánh bại được hai không một con boss thôi, đó chính là con Urgot, cũng như là tìm được cái trophy của cái con Knight Phantom rồi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng đánh bại những cái con boss còn lại trong thế giới Twilight Forest, cũng như là khám phá nốt những gì còn sót lại ở phía dưới thế giới đó nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.